bởi vì đến từ vì Grapper đến từ phía đội bạn. Tỷ số đang là 0-2. Chung kết đầu tiên cho bên phía của Liên Quân. Baby Miwan đối đầu với Grapper. Vâng, rất nhiều voi cho đồng hồ trong trận thi đấu này, nhưng cái đường vài liệu có cầu được không? Màn hình máy BB cầm Babylon trong trận thi đấu này. 7 con hiêu và đã nhìn thấy đêm đôi voi nữa, không biết đã có quả phụ chưa. 7 hiêu 4 nè. Alam dân đến từ nơi 1 và kích 744 cũng không quá muộn cho bài thi đấu này. Úi giời, ba con voi chỗ này nhưng là có ăn được không? Khó, cái đường đi ra nãy quả này tương đối xa. Không được, vẫn quyết định ăn thêm ba voi này. Vâng, BB sẽ là bài đánh cung. Chúng ta cùng xem nó 1, nó 1 trận này thế này, người đánh chém rồi. Nó 1 hình như gần nhà màu 7 cơ. Thế tôi thấy cái SH từ màu 7. Greg đến từ Gandhi và Hồng Anh, trận này cầm Persian.
Nô 1 cô 1 bài ép xịt 11 tròn. Không, như vậy là cuối 10 bài này. 10-56 với bài 25 dân của Miwan. Thích 7-44 bình thường chuẩn là phải ép là 10-15. Thì ông kích sang úi rồi. Vâng, chết luôn. Tí thì chịu bảng còn dân. Và chúng ta cùng theo dõi xem nó một sẽ là người chém như nào. Điểm số ông anh đang tương đối cao. Nói chung là về khả năng nhét vé vàng này thì đại đội trưởng nô 1 của mày học he he nhiều lắm. Vâng, he he ngoài việc phải e và tư duy cơ cấu vé vàng thì không còn việc gì khác. He he nhét vé vàng thì lúc móc binh đấy. Nhét vé vàng người ta phải nhét như vậy. Xây. Thế có chết không? Hai giò chẹo trong nô 1. Nhưng chỗ này nô 1 có đến 10 mấy con dân ở đây. Bài đóng P luôn cho mát. P luôn. Nó một chết rồi. Xây dòng là con P rồi. Hén tên này đứng con lạc đà luôn ở chỗ ngay mặt nhà P ấy. Đấy, đứng con lạc đà luôn ở đấy. Cái khe bên kia vẫn còn đấy, không biết hay nữa. Ra P. À là đây rồi, phụ được là chắc là win luôn. Ê ôi giời. Ê được con giò. Bịp rồi, nô 1 bịp rồi, nô 1 bịp rồi. Cắt rồi, cắt, nô 1 đang diễn tốt quá. Hơn đấy mà hù được con giò. Thế thì chịu, mà cá nhân tôi nhìn thấy cũng tưởng là hù lạc đà rồi. Diễn tốt quá. Diễn sâu. Nào, kìa, lại. Lao. Con này thì chắc là không hú được. À vâng, vậy em à được. Tên này thì chắc là không diễn nữa rồi. Bị phát hiện thì không diễn nữa. Vâng. Tên đấy ông đi hù được con giò thì chịu. Vâng. Đế chế bây giờ nó còn mang tính chất giải trí tương đối cao. Và đây là Hồng Anh. Đây rồi, Hồng Anh bay luôn làm con dân bay gỗ tên này. Nô 1 vừa chuyển sang từ nghệ sĩ nhân dân. Vâng, từ nghệ sĩ lên nghệ sĩ nhân dân rồi. Nghệ sĩ ưu tú luôn cho nó mát. Rất đông lạc đà đến từ Hồng Anh. Cắm một cái y Hồng Anh. BB tham lai 71. Cầm Babylon. Cho nó biết trăm vàng nhá. Đông chém lắm đấy. Chúng là mặt yếu thì đóng luôn nhà cứng vào đi. Tham lai 44 cho nô 1. À, xin lỗi các bạn cho BB. Nô 1 tham lai 29. Vâng, BB tham 44 trên 76. Tôi đọc nhầm. Vâng, như vậy tôi đọc nhầm. Úi dồi, thôi xong. Bị đi vào góc, bị dồn vào chân tường. Và 18 cộng cho tuần thi đấu này. Nhưng tôi mà chưa biết ai sẽ là người ăn này. BB thì không có giáp, tuần này lưu tuần này có giáp 4 thì chắc chơi được. Theo phải e đằng sau. Rồi kịp. Còn tuần này chết hết cung. Tuần này chết hết cung. Nô 1 cầm Miwan như vậy là móc máy được vào nhà ông anh một tuần. Hồng Anh đang bị lọt. Chặt thùng rừng. Lọt vào. Cắm được cái y không đâu ở đây. Cái kia đông chém lắm đấy. BB đang ốp tuần này. Phải tương đối khó thủ nhà. Rất đông chém đến từ hai cái thủ bên phía Thái Bình. Không còn gỗ để mà phải e. Vâng, Rick và Persian chém kinh khủng khiếp.